chính đơn vị từ thành phố, hoàn thiện các chính sách kết nối giữa nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà khoa học để tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư phát triển khoa học công nghệ. Chuyên mục khoa học và công nghệ kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa sẽ được tại đây. Thật hân hạnh được quý vị. Chúng tôi phải nắm chất đấu đó nếu muốn đi tiếp. Chất này cho chúng tôi những điều lạc quan. Chúng tôi có thể đúc rút một vài chi tiết để chơi tốt hơn ở trận đấu sắp tới. Sau trận lượt về sắp tới, cả đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ còn khán giả Việt Nam hàng chục năm trước đã được tái hiện tại Mỹ nhân dịp kỷ niệm 50 năm phát sóng bộ phim này.
xuống nó để xài là nó bây giờ nó không muốn gì nữa, nhưng mà bây giờ nó muốn làm việc với tay.